Hello, chào anh em, chào toàn thể các bác đam mê nhé. Nay em lại tiếp tục là giới thiệu cho các bác là về những cái mẫu chân kính ngắm của cái kính PCP. Những cái tiêu đề và cái màn hình nền em đã để đây là toàn bộ là những cái chân kính hạ ngắm nhé. Chân kính hạ ngắm cho kính ngắm để anh em lắp cho những khẩu súng như là truyền thống Kono FX. Nói về chân kính hạ ngắm thì anh em cũng biết là chân kính nó càng thấp so với là cái lòng ấy, đấy chân kính càng gần cái lòng, nói chung là càng gần cái lòng thì anh em ngắm bắn nó càng dễ. Đấy, khoảng cách từ kính đến lòng mà nó càng ngắn thì anh em ngắm bắn cực kỳ là dễ. Đấy. Chân kính lưng ngắm có và chân kính hạ ngắm nó ngắm có. Trong cái video này là em giới thiệu cho anh em là 5 cái mẫu chân kính hạ ngắm nhé. Đấy, chân kính rời này, phi 25, phi 30, ra 11. Chân kính nhìn khối này, đấy, chân kính số 1 này, chân kính số 4 và chân kính số 6. Trong cái kênh của em thì có là 6 cái mẫu chân kính nhìn khối. Đây em chọn ra là 3 cái mẫu chân kính lưng, xin lỗi anh em, là 3 cái mẫu chân kính hạ ngắm để giới thiệu cho anh em. Các bác nào mà có nhu cầu mua về những cái mẫu chân kính nhìn khối hạ ngắm đây hoặc là chân kính rời anh em nhé. Thường thường thì là anh em chơi súng ấy, khi mua kính ngắm thì những cái shop bình thường là gửi cho anh em là cái chân lưng ngắm. Còn bác nào mà có nhu cầu mua chân hạ ngắm thì là bảo bên em ấy, hoặc là những shop khác thì người ta sẽ thay đổi cho anh em chân kính. Để anh em được hiểu rõ ràng hơn về cái chân kính hạ ngắm thì em đã làm một cái video riêng biệt, đây chính là cái video này này. Đấy, em nói cho anh em luôn là 5 cái mẫu chân kính này, các bác nào mà có nhu cầu mua cái mẫu chân kính nào, ví dụ như phi 25, phi 30, chân kính nhìn khối, đấy thì báo em nhé, alo trực tiếp cho shop vào những cái số điện thoại em đã để ở góc màn ảnh đây. Những cái số điện thoại đó là đều tương ứng với cả Zalo. Anh em nào muốn rõ chi tiết hình ảnh hay là video thì các bác add Zalo những số đó cho em mà được. Những cái mặt hàng này thì chỉ ít tiền, nhưng rất chi là ít tiền, cho nên là anh em mua hàng thì không phải cọc cạch bất kỳ một cái đồng nào cả. Đấy, các bác bỏ ra 1-2 phút alo trực tiếp cho shop hoặc là nhắn tin Zalo. Đấy, đọc tên địa chỉ rồi em gửi đơn nhé. Đấy, những mặt hàng này thì gửi đâu cũng được. Đây là những mặt hàng rất là nhẹ nhàng thôi, cho nên là anh em mua hàng không cần phải suy nghĩ gì cả. Đấy, chỉ cần đọc tên địa chỉ. Rồi, không dài dòng văn tự nữa, sẽ đi vào chi tiết cái sản phẩm này cho anh em được biết nhé. Đây là những mẫu chân kính hạ ngắm các bác nhé, chân kính hạ ngắm. Anh em chờ một tí để em lấy cho anh em là cái thước để em đo trực tiếp luôn cho các bác là cái chiều cao ấy, của chân kính ngắm này là nó là như thế nào các bác nhé. Các bác chờ một xíu đây. Đây rồi. Rồi. Giới thiệu luôn cho anh em nhé. Đầu tiên là giới thiệu cái chân kính hạ ngắm dùng cho anh em chơi phi 25 và dây 11. Đấy. Phi 25 và dây 11 nhé, chân rời này, chân rời. Báo giá luôn cho anh em là cái này có giá là 160.000 bao ship, 160.000 bao ship các bác nhé. Đấy, 160.000 bao ship. Phi 25 dây 11 4 ốc, có 4 ốc nhé, 4 ốc này, 4 ốc này, một cặp. Em bán theo cặp anh em nhé, bán theo cặp. Đây. Đấy, hai con ốc này là hai con ốc siết chân dây các bác nhé. Đấy, đây. Sẽ kèm theo cho các bác là một cái lục giác để căn chỉnh siết chân dây. Đấy, 160.000 bao ship. Rất là rẻ thôi, rất là rẻ. Chân hạ ngắm này, em sẽ đo này, cái thước này nó đang bị hỏng đây. Nó đang bị hết pin, thôi thì em sẽ lấy đây rồi. Đo cho anh em là cái chiều cao nhé, chiều cao của chân hạ ngắm này từ đây, từ cái đáy của cái kính ngắm đến chỗ này nhé. Đây này. Đấy. Anh em quan sát nhé, đây em sẽ đo. Cái này nó rơi vào tầm nào đây? Đây rơi vào tầm bộ là 9 phân các bác nhé, 9 phân, 8 phân đến 9 phân, 8 ly đến 9 ly. Không biết hôm nay ăn phải cái gì mà toàn nó nhầm rồi, xin lỗi anh em nhé. Cái này rơi vào tầm độ là 9 ly, anh em nhé, 9 ly này. Đấy. Chân kính phi 25 dây 11. Cái chân kính ngắm này là thường là sử dụng cho anh em chơi những cái dòng kính như là kính tầm trung, discovery, hay là những cái dòng như là TK. Đấy. Những dòng kính rẻ tiền tầm trung. Rồi tiếp theo là cái chân kính hạ ngắm này, chân rời dùng cho anh em chơi phi 30 và dây 11 các bác nhé, phi 30 và dây 11 đây. Đấy, phi thân kính là thân kính phi 30 cũng sẽ có cho anh em là đây, 4 lỗ ốc này, đây như nhau. Và em sẽ đo khoảng cách nhé, khoảng cách cho anh em.
cách cũng là 9 ly anh em nhé, 9 ly đấy, chân kính hạ ngắm 9 ly cũng kèm theo cho các bác là một cái lục giác để anh em căn chỉnh chân dây, đồng giá nhau nhé, 160.000 bao ship. Các bác mua được cặp giúp em, mua được cặp về anh em lắp ráp cho nó dễ. Đấy là cái chân kính rời. Thì bên em là cũng có đủ cho anh em là chân kính dây 20 nhé. Hôm nay là quên, vội quá. Đấy, tí đi làm mấy cốc bia cho nên là hơi vội. Đấy, làm video nhanh cho anh em. Còn các bác nào muốn chân dây 20, chân rời thì bên em cũng có. Vẫn đồng giá nhau, vẫn 160.000 bao ship. À, rồi tiếp theo nữa nhé, anh em để ý nhé. À, chân kính nhìn khối này. Trong kênh của em thì em sẽ viết ký hiệu của cái chân kính ngắm này. Đây, các bác quan sát kỹ nhé. Chân kính nhìn khối hạ ngắm, con này là con chân kính số 1 anh em nhé, chân kính số 1. À, chân kính nhìn khối thì tất cả các dòng chân kính thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em là thân kính phi 25 và phi 30. Đây đấy, bốn ốc bên trên anh em đang đây đang có hai cái nhựa nó nẹp lên là anh em lắp thân phi 25, còn các bác nào muốn lắp thân phi 30 thì anh em bỏ ra lưới bốn ốc trên này ra, bỏ hang này ra, nó là thề thì nó sẽ về là thân kính phi 30. Đấy, sẽ có cho anh em một cái nivo giọt nước đánh thăng bằng. À, cái nivo này nó rất chi là quan trọng rồi, để khi anh em nào mà muốn cho kính mình nó cân bằng với cả cái chiếc súng hoặc cái quy ấy. Đấy, tại vì là kính nó cân bằng thì dẫn theo nó là anh em ngắm bắn nó chuẩn hơn các bác nhé. Cái này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em là chân dây 11 đây này, chân dây 11 nhé, chân dây 11 đây, dưới đây sẽ có bốn con ốc siết chặt vào khung hoặc là vào dây anh em nhé. Đấy, thì con này nó sẽ hạ ngắm, mình sẽ đo đây từ đây nhé, đây sẽ đo cho các bác là nó sẽ là bao nhiêu. Nói chung là cái này chỉ đo là áng chừng thôi. Đấy, áng chừng đây, từ đây này nó sẽ đo là từ đây đến cái chỗ chân này. Đấy, thì nó cũng rơi vào 9 ly anh em nhé, 9 ly các bác nhé. Đấy, báo giá cho anh em là chân kính số 1 liền khối có giá là 750.000. À xin lỗi anh em, chết dở toàn nhầm. À, chân kính liền khối số 1 này nó có giá là 350 các bạn nhé, 350.000 bao ship. Đấy, chân kính liền khối hạ ngắm. Nhiều khi là làm video ấy, đấy, nghĩ về nhiều cái vấn đề quá em nói nhầm thì anh em thông cảm nhé. Con này 350. Đấy. Tiếp theo là chân kính liền khối số 4 anh em nhé. Đây, chân kính này nó là chân kính nhìn khối số 4 này. Con này thì cũng tương tự như con như vậy. Thì là đây, cũng hỗ trợ là phi 25 và phi 30. Trên này nó có những cái chân dây này, chân dây 20 đấy nhá. Đấy, để anh em lắp. Lắp và lắp đồ chơi. Đấy, một cái la bàn này, một cái đi vô giọt nước này anh em nhé. Các bác làm mà muốn hầm hố thì chơi con này cực kỳ là ok. Nó sẽ có cho anh em là 6 ốc bên trên đây này, 6 ốc bên trên. Đấy, hỗ trợ vẫn là hỗ trợ chân dây 11 anh em nhé, tất cả chân kính hạ ngắm nó đều là sử dụng cho chân dây 11. Đấy, các bác quan sát đây, chân kính hạ ngắm đây thì cũng đo cho anh em khoảng cách nhé, cách từ cái đáy cái chiếc kính ngắm đến cái chân dây đây, đến cái chân này nhé anh em nhé. Con này thì nó rơi vào là anh em chờ một xíu, cái này đo thì nhìn nó hơi khó, nó rơi 1/2 hoặc 1/3 gì đó, 1/2 1/3 anh em nhé. Đấy, chân kính nhìn khối số 4 cũng có giá là 350 anh em nhé, 350 thì là em sẽ bán đồng giá cho anh em nhé. Ba cái mẫu chân kính này đấy đều là 350, anh em nào mà thích mẫu nào thì báo em mẫu đó nhé, số 1 này, số 4 và số 6, chân kính số 1, chân kính số 4 và chân kính số 6. Đấy, đều đồng giá nhau anh em nhé. À rồi, em sẽ đo cho các bác là cái khoảng cách nhé, khoảng cách của cái này đây là anh em để ý nhé, khoảng cách giữa cái hai cái thân kính này nhé, nó rơi vào là đi đây, từ đây rơi vào là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 cm anh em nhé, 60 cm. Đấy, cho nên các bác nào mà lắp những chiếc kính như là mini hay là thẳng hay là dài thì em để ý nhé, tầm độ là 60 cm. Đấy, và chân kính này cũng vậy, 60 cm anh em nhé. À, rồi cuối cùng là cái chiếc chân kính nhìn khối số 6 nhé. Chân kính nhìn khối số 6 này thì nó cũng có cho anh em là hai cái dây ở bên trên đây này, để anh em lắp đồ chơi này, 6 ốc này. Đấy, cái livo đánh thăng bằng giọt nước này, đằng trước và đằng sau đều có anh em nhé. Đấy, chân dây cũng là chân dây 11 nhé, chân kính hạ ngắm này, chân dây 11 này.
Đây này, con này thì nó cũng tương đối là ok này. Vẫn là 350 bao ship các bạn nhé, 350.000 bao ship bán đồng giá nhau cho anh em lựa chọn. Đấy. Nói chung là mỗi cái kiểu chân kính nó có một cái nét đẹp riêng, cho nên anh em lựa chọn làm sao cho cái khẩu súng của anh em phù hợp. À, rồi một cái video ngắn đến đây là kết thúc. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo.